Hello guys, it's me, I'm Thủy. Chào mọi người, là Thủy đây. Trong video này, Thủy sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc giờ trong tiếng Anh nhé. Cách đọc giờ trong tiếng Anh là một trong những yêu cầu mà các bạn học viên của Thủy yêu cầu Thủy rất nhiều và để Thủy làm. Và ngày hôm nay, Thủy sắp xếp thời gian để dành ra một ít phút để chia sẻ với mọi người cách đọc giờ, cách hỏi giờ và một vài những cái giới từ liên quan đến thời gian mà các bạn có thể học được. Sẵn sàng chưa? Cùng học với Thủy nha. Đầu tiên, khi mà bạn muốn hỏi giờ một ai đó, các bạn sẽ hỏi cấu trúc nào? Các bạn sẽ dùng câu nào? Ok, Thủy thì hay dùng câu đơn giản đó là What time is it? What time is it? Is it? Mà đọc nối là is it. Các bạn đọc lại với Thủy nha. Âm này là âm w. What? What? Rồi, không đọc là time mọi người nha. Nó là âm t bật ra, nó sẽ là re. Các bạn nhìn mặt phiên âm, mặt phiên âm nó sẽ hơi lạ với mình chút xíu, nhưng mà không sao cả. Bạn nào mà chưa học khóa phát âm, các bạn có thể tham khảo khóa phát âm của Thủy để hỗ trợ sự phát âm hàng ngày các bạn nha. Đọc với Thủy nha. I, time, time, is it. Nhớ là âm y ngắn, không đọc là ix mọi người nha. Nó là âm e, is it. Đọc nối ha, is it. Đọc với Thủy nha. What time is it? What time is it? Đọc nối nào, đọc nhanh ha. What time is it? Ngoài ra bạn còn có thể có một vài cách nữa để bạn nói, đó chính là What's the time? What's? Ở đây các bạn để ý cái phẩy S mà sẽ là What's? What's the time? What's the time? Đọc nhanh ha. What's the time? Tuy nhiên, không phải lúc nào mình hỏi cũng trọc trọc vậy được. Tùy vào từng đối tượng. Ví dụ như bạn dùng trong công việc của bạn, hoặc bạn muốn hỏi một người lớn hơn, hoặc là bạn muốn hỏi mà thể hiện sự lịch sự, bạn có thể hỏi một vài cách như sau. Ví dụ ha, excuse me. Rồi, bắt đầu mình hỏi ha. Do you know what time is it? Bạn có biết? Do you know what time is it? Bây giờ là mấy giờ rồi không? À, được không? Lịch sự hơn ha. Do you know what time is it? Đọc nói ha. Do you know what time is it? Do you know what time is it? Okay, number two. Cách thứ hai các bạn có thể hỏi là excuse me, could you tell me the time? Could you tell, kể cho tôi nghe ha. Tell me the time, về cái thời gian, được không? Excuse me, could you tell me the time? Các bạn sẽ thấy đọc là could you, bởi vì tôi đang đọc nối cái âm d trong từ could và âm d trong từ you, nó sẽ là could you, could you. Excuse me, hoặc là hey, could you tell me the time? Could you tell me the time? Và cách thứ ba các bạn có thể sử dụng đó là can you tell me what time is it, please? Okay, can you tell me what time is it, please? Okay, nhớ là please, không đọc là please mọi người nhé. Rồi đọc lại với Thủy nha. Can you tell me what time is it, please? Please, can you tell me what time is it? Ok, cách nào cũng được mọi người nha. Và bây giờ mình sẽ có cách trả lời về thời gian. Khi mà các bạn tìm hiểu, các bạn sẽ thấy có một rất nhiều cách trả lời về thời gian. Ví dụ như là a quarter và hoặc two, hơn hoặc kém. Nhưng mà hôm nay Thủy xin phép chỉ cho mọi người một cách đơn giản nhất thôi. Đó là bạn sẽ nói giờ, sau đó nói phút. Và các bạn để ý ha, nếu như các số mà trên từ 21 đến 99, trên 21 ha, thì các bạn nhớ là có một cái dấu gạch ngang dùm cho Thủy. Bây giờ thì các bạn cùng coi một Thủy một vài ví dụ nhé. Thủy ví dụ bên này là 4 giờ rưỡi chiều, thì mình đọc sao ta? Ok, 4 giờ rưỡi ha, mình sẽ là 4:30 o'clock. Các bạn có thể đọc o'clock cũng được, mà không đọc o'clock cũng được, không có vấn đề gì hết mọi người nha. 4:30. Thế bây giờ 5:35 mình nói sao? Ok, it's 5, it's. Các bạn nhớ thêm it is là it's 5:35. Nhớ là 35, các bạn có gạch ngang nhé. It's 5:35. Thế bây giờ là mấy giờ ta? Bây giờ là 7:56. À, thì mình nói sao ta? It's 7:56. It's 7:56. Ok, được không mọi người? Có những cách học được hơn và kém, nhưng Thủy xin phép sẽ không có liệt kê ra, bởi vì nhiều khi nó sẽ rối các bạn. Các bạn có thể xem ở cái đường link ha, dẫn đến một cái trang web mà ghi rất chỉ kỹ càng cụ thể về cái cách đọc về hơn và kém. Nhưng mà Thủy xin phép Thủy sẽ không chia sẻ ở đây mọi người nhé. Mọi người có thể xem ở đường link
đính kèm trong phần description. Ok, tiếp tục ha. Bây giờ các bạn sẽ để ý nha, sẽ có những lúc mình sẽ thấy trong cái lúc người ta trả lời hoặc là trong mình lúc mình coi một vài cái người ta hội thoại, mình sẽ thấy có chữ AM và PM. Thế bây giờ AM là gì và PM là gì? Ok, AM bạn hiểu nôm na đơn giản là buổi sáng, và PM dành cho giờ chiều hoặc giờ tối. Cụ thể ha, từ 12 giờ đêm hôm trước, có nghĩa là 0 giờ sáng á đến 12 giờ trưa thì nó sẽ dùng là, đúng rồi, AM. Còn từ mà 12 giờ trưa cho đến 0 giờ sáng, trước trước 0 giờ sáng thì nó sẽ gọi là PM. Ok. Vì vậy cho nên là ví dụ chẳng hạn như 12 giờ trưa thì mình sẽ là gì ta? 12 PM. Mà 12 giờ sáng, tức là 0 giờ sáng thì mình sẽ là ok, 12 AM. Ok, easy, dễ không mọi người? Dễ đúng không? Ok, trước khi mà kết thúc ha, thì Thủy muốn giới thiệu cho các bạn thêm bốn cái gọi là cái giới từ mà mình hay gặp nữa nha. Rồi, chẳng hạn ha, ví dụ như vào buổi sáng thì mình sẽ là gì ta? In the morning, in the morning, in the morning. Thế vào buổi trưa thì là gì ta? Ngay cái chính lúc buổi trưa luôn thì mình sẽ là at noon, at noon, noon, at noon. Thế bây giờ cái buổi chiều của mình là gì ta? Buổi chiều của mình là từ 12 giờ trưa cho đến mà giờ ta đến 6 giờ tối thì nó sẽ là in the afternoon. Đến 4 giờ chiều chứ. In the afternoon, in the afternoon. Sau đó từ 4 giờ chiều mà đến 8 giờ tối thì nó sẽ là in the evening, in the evening, in the evening. Và cái đoạn mà về đêm ha thì nó sẽ là night. Và bạn dùng một giới từ là at night, at night. Okay, that's it for today. Như vậy là đã xong cái gọi là clip hướng dẫn cái đọc giờ và trong tiếng Anh, và Thủy hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy đây cũng là một clip cực kỳ gọi là hữu ích. Và nếu như các bạn thấy clip cái đọc giờ trong tiếng Anh này hữu ích thì hãy giúp Thủy share video này nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người trong video tiếp theo. Bye.